Hi guys, xin chào tất cả các em. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học trên truyền hình môn tiếng Anh lớp 12. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Lê Hoàng Ẩn, giáo viên tiếng Anh trường Trung học phổ thông Đức Hòa. I'm Hoàng Ẩn from Đức Hòa High School. I'm very happy to be here with you today. Bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị tập viết và phiếu học tập để chuẩn bị bắt đầu bài học ngày hôm nay các em nhé. Now get ready for the lesson today. Are you ready? Get started. Today we are going to spend a little time looking back at the conditional sentences. Hôm nay chúng ta sẽ dành một ít thời gian để xem lại kiến thức câu điều kiện các em nhé. Do you have it in mind? Các em vẫn còn nhớ kiến thức câu điều kiện chứ? Now let's go. I have an example. Thầy có ví dụ sau đây. If it rains, I will stay at home. Or I will stay at home if it rains. Trong câu điều kiện trên có hai mệnh đề. Conditional sentences have two parts. Mệnh đề if clause và mệnh đề chính main clause. If it rains là mệnh đề if, I will stay at home là mệnh đề chính. Chúng ta có thể thay đổi vị trí của hai mệnh đề. It doesn't matter which comes first. Bây giờ thầy sẽ cùng các em ôn lại những câu điều kiện căn bản các em nhé. Chúng ta có mấy loại câu điều kiện các em? Chúng ta có 3 loại. First conditional, second conditional, and third conditional. Now, let's start with the first conditional. Chúng ta hãy bắt đầu với câu điều kiện loại 1 các em. Thầy có ví dụ sau đây. If he runs, he will get there in time. Nếu anh ta chạy, anh ta sẽ đến đó kịp lúc. Giả thuyết trên có thể xảy ra không các em? Giả thuyết trên là có thể xảy ra. Cho nên câu điều kiện loại 1 được dùng để diễn tả một cái giả thuyết có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Chúng ta xem động từ trong hai mệnh đề các em nhé. Động từ trong mệnh đề if được chia ở thể hiện tại. Động từ trong mệnh đề chính được chia dưới dạng will cộng động từ nguyên mẫu. Chúng ta cũng có thể sử dụng can hoặc may cộng động từ nguyên mẫu. Đôi khi chúng ta bắt gặp dạng mệnh lệnh trong mệnh đề chính của câu điều kiện loại 1. Thầy có ví dụ sau đây. I have an example for you. And look at the screen. If you have finished the book, give it back to me, please. Chúng ta xem động từ give được chia ở dạng mệnh lệnh. Now let's move on to the next conditional. Chúng ta tiếp tục với câu điều kiện loại 2 các em nhé. Second conditional. I have an example. Thầy có ví dụ sau đây. If I had a map, I would lend it to you. Nếu tôi có bản đồ, tôi sẽ cho bạn mượn. In fact, I don't have a map, so I can lend it to you. Câu trên diễn tả một cái giả thuyết không có thật ở hiện tại. Tôi không có bản đồ và tôi không thể cho bạn mượn. Như vậy, câu điều kiện loại 2 diễn tả một cái giả thuyết không có thật ở hiện tại hoặc tương lai. Chúng ta xem động từ trong hai mệnh đề các em nhé. Động từ trong mệnh đề if được chia ở thể quá khứ giả định. Động từ bình thường chúng ta sẽ chia cục 2 hoặc ed. Đối với động từ to be thì chúng ta sẽ dùng were cho tất cả các chủ ngữ. Mệnh đề chính would, could hoặc might
cộng động từ nguyên mẫu. Now, let's move on to the next conditional. Chúng ta tiếp tục với câu điều kiện loại 3. Now, I have an example. If you had been a bit more careful, you wouldn't have cut yourself. Câu điều kiện là nếu bạn cẩn thận hơn một xíu, bạn sẽ không bị đứt tay. Giả thiết là bạn đã đứt tay vì bạn đã không cẩn thận. Như vậy, câu điều kiện loại 3 diễn tả điều kiện không có thật trong quá khứ. Động từ trong mệnh if được ghi ở thị quá khứ hoàn thành. Động từ trong mệnh đề chính được chia would, could hoặc might cộng have cộng động từ ở quá khứ phân từ. Vừa rồi chúng ta đã xem qua các loại câu điều kiện căn bản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hệ thống lại các loại điều kiện. Vừa rồi các em nhé. Câu điều kiện loại 1 diễn tả một cái giả thuyết có thật, có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Động từ trong mệnh if được chia ở thị hiện tại. Động từ ở mệnh đề chính được chia will, can hoặc may cộng động từ nguyên mẫu. Đôi khi động từ trong mệnh đề chính được chia ở dạng mệnh lệnh bắt đầu bằng động từ nguyên mẫu. Loại 2 diễn tả một giả thuyết không có thật ở hiện tại hoặc tương lai. Động từ trong mệnh if được chia ở thể quá khứ giả định. Động từ thường chia cột 2 hoặc ed. Động từ to be mình dùng were cho tất cả các chủ ngữ. Ở mệnh đề chính, động từ được chia là would, could hoặc might cộng động từ nguyên mẫu. Câu điều kiện loại 3 diễn tả một cái giả thuyết không có thật trong quá khứ. Động từ trong mệnh đề if được chia ở thì quá khứ hoàn thành. Động từ trong mệnh đề chính được chia dưới dạng would, could hoặc might cộng have cộng quá khứ phân từ. Now let's move on to the exercise, please. Chúng ta sang phần bài tập áp dụng các em nhé. Choose the best option. Thầy có 5 câu. Ở bài tập này chúng ta dựa vào động từ trong mệnh đề đã cho để suy ra loại điều kiện, qua đó chúng ta có thể chọn đáp án đúng. Câu số 1, mệnh đề if, động từ like chia thị hiện tại. Câu điều kiện loại 1. Cho nên chúng ta chọn phương án là C. Câu số 2, động từ trong mệnh đề chính được chia là wouldn't have watched. Câu điều kiện loại 3. Cho nên chúng ta chia động từ trong mệnh đề if là had seen. Đáp án C. Câu số 3, động từ trong mệnh đề if được chia là bought, quá khứ đơn. Câu điều kiện loại 2. Nên chúng ta chọn phương án là B cho câu này. Ở câu thứ 4, mệnh đề if được chia là had, câu điều kiện loại 2. Nên mình chọn mệnh đề chính là B, would you do. Lưu ý, had trong mệnh đề if ở câu điều kiện loại 3 thì mệnh if chia là had cộng với quá khứ phân từ. Chúng ta hết sức cẩn thận. Nếu had đứng một mình là câu điều kiện loại 2, cho nên chúng ta sẽ chọn mệnh đề chính là would cộng nguyên mẫu hoặc could cộng nguyên mẫu. Câu số 5, where would you live if you blah 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 younger? Ở mệnh đề chính, động từ được chia là would live, câu điều kiện loại 2. Cho nên chúng ta chọn đáp án là B, were. Chúng ta vừa hoàn tất bài tập câu điều kiện. Về phần câu điều kiện thì chúng ta cần phải lưu ý thêm một số điều sau. Lưu ý thứ nhất, note 1. I have an example. Thầy có ví dụ sau đây.
I stayed up late last night, so sleepy now. Tối hôm qua tôi đã thức khuya, cho nên bây giờ tôi rất là buồn ngủ. Hành động xảy ra trong quá khứ, kết quả ở hiện tại. Và thầy có câu điều kiện như sau. If I hadn't stayed up late last night, I wouldn't be so sleepy now. Nếu tối hôm qua tôi đã không thức khuya, có nghĩa là chúng ta đặt ngược lại với quá khứ, cho nên chúng ta sử dụng loại 3. Hadn't stayed up late. Và kết quả ở hiện tại là bây giờ tôi rất là buồn ngủ. Và câu điều kiện đặt ngược lại sẽ là wouldn't be. Câu điều kiện loại 2. Và cái này người ta gọi là câu điều kiện hỗn hợp. Chúng ta lưu ý nha. Mixed conditionals. I have another example. Thầy có ví dụ thứ hai. I called you for the book last night because I really need it today. Tối hôm qua mình đã gọi cho cậu để lấy quyển sách bởi vì hôm nay mình thực sự rất là cần nó. Thầy có câu điều kiện như sau. If I didn't really need the book today, I wouldn't have called you for it last night. Nếu hôm nay mình không thực sự cần, có nghĩa là mình đang đặt ngược với thực tế ở hiện tại, cho nên mình sẽ sử dụng loại 2. Tôi đã gọi cho cậu, thì bây giờ mình sẽ đặt ngược lại là mình đã không gọi cho cậu. Cho nên thầy sử dụng mình chính ở loại 3. I wouldn't have called you for it last night. Okay. Let's move on to the next note. Note number 2. Now look at the example. Chúng ta xem ví dụ. If these biscuits should arrive in a damaged condition, please inform the factory at once. Chuyển đổi như sau. Should these biscuits arrive in a damaged condition, please inform the factory at once. Ở câu chuyển đổi chúng ta thấy người ta đã đem should lên trước chủ từ và bỏ if. Ví dụ thứ hai. If I were you, I would stop smoking. Thầy có câu chuyển đổi là were I you, I would stop smoking. If I had known that you were coming, I would have met you at the airport. Câu chuyển đổi đó là had I known that you were coming, I would have met you at the airport. Như vậy, ở ba ví dụ trên, chúng ta thấy người ta đã đem động từ. Ở ví dụ 1, người ta đem should lên trước chủ từ và bỏ if. Ở ví dụ 2, người ta đem were lên trước chủ từ và bỏ if. Ở ví dụ 3, người ta đem had lên trước chủ từ và bỏ if. Đây là dạng đảo ngữ của câu điều kiện. Các em lưu ý. Bây giờ thầy sẽ hệ thống lại phần đảo ngữ của các dạng điều kiện. Ở câu loại 1, chúng ta sẽ dùng should đem ra trước chủ từ và bỏ if. Ở câu điều kiện loại 2, chúng ta sẽ dùng were đem ra trước chủ từ và bỏ if. Câu điều kiện loại 3, chúng ta sẽ đem had lên trước chủ ngữ và bỏ if. Lưu ý, nếu mà để if ở thể phủ định, thì các em tuyệt đối không được đem not lên trước chủ từ cùng với should, were và had. Now let's move on to the exercises. Chúng ta tiếp tục với phần bài tập áp dụng các em nhé. Rewrite the sentences using inversion. Ở câu số 1, thầy đã chuyển đổi view were màu đỏ để chúng ta thấy đáp án của câu này sẽ là Where are you? I would buy that hat. Number 2. Thầy đã đổi màu động từ hot and cold. Đáp án đảo ngữ sẽ là Had they not cold. Mệnh đề if phủ định, chúng ta không được đem not lên trước chủ ngữ. Câu số 3. Thầy đã đổi màu từ should here. Phần đảo ngữ mệnh đề if sẽ là Should you hear anything? Let me know. Now let's move on to the next note. Note number 3. Chúng ta tiếp tục sang lưu ý thứ 3 các em nhé. Một cách diễn đạt khác của câu điều kiện đó là
unless, có nghĩa là nếu không. Và sau unless, động từ được dùng ở thể khẳng định. I have an example. If I don't wear glasses, I can't see. Chúng ta có thể viết lại là unless I wear glasses, I can't see. The next example. Ví dụ thứ hai. Unless you had a ticket, you couldn't get in. Or you can say, if you didn't have a ticket, you couldn't get in. Okay, let's move on to the next note, note number 4. Bên cạnh if, chúng ta có thể sử dụng các từ suppose, supposing, mang nghĩa là giả sử, provided, providing, với điều kiện là, as long as, miễn là. Okay, look at the example. Suppose that you're wrong. What will you do then? Will you be there at about 7:30, provided that there is a suitable train? You can have a dog as long as you promise to take care of it. Lưu ý thứ năm. But for or without cộng với ngữ danh từ sẽ được dùng thay cho many if mang nghĩa phủ định. Nếu không nhờ, nếu không vì. Và but for, without cộng ngữ danh từ sẽ được thay thế bằng if it weren't for cộng ngữ danh từ đối với loại 2, hay là if it hadn't been for cộng ngữ danh từ đối với loại 3. I have one example. If it hadn't rained heavily, we would have been there in time. We can say, but for or without the heavy rain, we would have been there in time. Or if it had not been for the heavy rain, we would have been there in time. Như vậy, thầy và các em vừa ôn lại những kiến thức căn bản của câu điều kiện và những ghi nhớ cần thiết. Sau đây, chúng ta cùng bước vào phần luyện tập các em nhé. Now let's practice. Choose the best option. Ở câu thứ nhất, chúng ta sẽ loại hai phương án C và D. Vì sao but for và sao without là ngữ danh từ. Nhưng mà sao chỗ trống trong câu thứ nhất đó là mệnh đề. Còn lại A và B, unless and if only. If only là tôi ước. Giá như mà, sau nó sẽ là thì quá khứ hoặc quá khứ hoàn thành. Ở đây, change ở hiện tại, cho nên chúng ta loại luôn phương án B. Đáp án cuối cùng là phương án A. Tôi sẽ không thể giúp cậu trừ khi cậu thay đổi quyết định. Câu số 2. Ở câu số 2, chúng ta thấy có từ yesterday. Câu điều kiện ở quá khứ là câu điều kiện loại 3. Cho nên chúng ta dễ dàng chọn phương án C. Had come. Câu thứ 3. Mệnh đề chính. Động từ được chia là would do. Loại 2. Cho nên dễ dàng chúng ta chọn phương án là C, were, cho mệnh đề if. Câu thứ tư, động từ trong mệnh đề if là had. Như thầy đã nói, loại 2. Nếu mà had cộng với động từ ở quá khứ phân từ, thì chúng ta mới xác định là loại 3. Ở đây là loại 2. Cho nên phương án B là phương án đúng. Number 5. Câu số 5 hơi dài, nhưng mà thầy không nghĩ là nó sẽ có thể làm khó được các em. Cô ấy thì quá yếu, cho nên cô ấy không thể ngồi dậy và nói chuyện với bạn. Thực tế ở hiện tại, giả thuyết ở hiện tại, chúng ta đặt ngược lại với cái thực tế hiện tại sẽ là loại 2. Chúng ta sẽ loại những phương án không phù hợp trước. Chúng ta loại câu C, if she isn't.
và loại câu D if she hadn't been. Còn lại câu A và câu B. Nhưng mà ở câu A, mệnh đề chính không phù hợp với loại 2, can't sit up. Cho nên phương án cuối cùng là đáp án B. Vừa rồi thầy trò chúng ta đã thực hành một số câu bài tập áp dụng câu điều kiện. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với một số câu điều kiện trong các đề thi trung học phổ thông quốc gia gần đây, cũng như là đề tham khảo năm 2020. Câu thứ nhất, chúng ta có động từ didn't have to trong mệnh đề if. Câu điều kiện lỗi, loại 2. Cho nên chúng ta sẽ chọn phương án là C. Câu thứ hai, trong mã đề 410, đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, động từ trong mệnh đề if là follow, được chia ở thì hiện tại, loại 1. Cho nên chúng ta chọn phương án là B cho mệnh đề chính. Number 3. Những người bạn của anh ta đã hỗ trợ, đã cổ vũ anh ta. Cho nên anh ta đã thực sự làm rất tốt trong phần thi. Chúng ta đặt điều kiện ngược lại với cái thực tế trong quá khứ sẽ là loại 3. Ở đây là tình huống là nhân quả, cho nên chúng ta sẽ đặt câu điều kiện. Và câu điều kiện ngược với quá khứ là loại 3. Chúng ta sẽ nghĩ đến hai phương án là A và D. Chúng ta loại hai phương án B và C. Ở phương án A, nếu những người bạn anh ta đã ủng hộ anh ta là sai, chúng ta phải đặt ngược lại với cái thực tế. Cho nên đáp án cuối cùng chúng ta chọn là D. Đây là dạng đảo ngữ của câu điều kiện loại 3. Câu thứ tư trong đề tham khảo năm 2020. Rất dễ, phải không em? Động từ trong mệnh đề chính là would be. Câu điều kiện loại 2. Suy ra mệnh đề if sẽ được chia là were. Câu thứ năm, đề tham khảo năm 2020. Bộ phim thì không hoàn hảo. Kết thúc độc ngột của nó đã làm hỏng bộ phim. Chúng ta đặt ngược lại với thực tế ở hiện tại thì sẽ chọn câu điều kiện loại 2. Chúng ta loại được phương án C. Bây giờ chúng ta sẽ dịch nghĩa sơ qua để chọn phương án cuối cùng. Câu A là bộ phim sẽ hoàn hảo nếu nó kết thúc đột ngột là sai. Sai ý so với câu đề. Ta phải đặt ngược lại. Ở câu B, kết thúc đột ngột, nó sẽ không hoàn hảo, cũng là sai. Câu D, but for, như chúng ta đã học, nó bằng với if not, sau nó là ngữ danh từ. Nếu không có kết thúc đột ngột, thì bộ phim sẽ hoàn hảo, là đúng so với cái câu đề. Cho nên chúng ta chọn phương án là D. Các em thân mến, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em luôn mạnh khỏe và đạt được kết quả thật là tốt trong các kỳ thi sắp tới. Thân ái chào tạm biệt các em. Goodbye.